Chiều ngày 28 tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trên đất liền, từ khoảng chiều ngày 30 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng lần lượt đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Từ khoảng ngày 1 tháng 12, nền nhiệt ở miền Bắc sẽ giảm mạnh hơn khi nằm sâu trong các đợt sóng không khí lạnh. Cơ quan khí tượng nhận định, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuống còn 16-19 độ C là mức phổ biến nên gây rét. Riêng vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12-15 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, rét đậm.